kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thối nát là đây, lo bảo vệ đảng, tô lầm để cho ma túy tràn ngập vào Việt Nam Tại Bangkok, trong những góc khuất của các khu công cộng người ta không tìm thấy ống kim tiêm của con nghiện xỉ ke như tại các thành phố của Việt Nam Cũng tại Thái Lan, người ta không thể tìm thấy dân ngáo đá như ở Việt Nam Có thể nói tệ nạn ma túy ở Việt Nam là cực kỳ nở rộ trong khi đó thì tỷ lệ số lượng công an tính trên đầu người dân thì Việt Nam thuộc lại rất cao. Vậy câu hỏi đặt ra là có nhiều công an để làm gì đây? Có thể nói Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay là ủy viên Bộ Chính trị, trong khi đó các bộ trưởng khác trừ Bộ Quốc phòng đều là chỉ ủy viên Trung ương Đảng. Như vậy đủ biết rằng tầm quan trọng của ngành công an đối với chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam nó quan trọng như thế nào. Đây là hình ảnh ở Thái Lan không bao giờ có cảnh ống tiêm ma túy vứt tràn lan như tại Việt Nam. Bộ Công an được ví như là một thanh kiếm để bảo vệ chế độ này. Bộ trưởng Bộ Công an thì chấp hành mệnh lệnh của ông Tổng Bí Thư. Ngân sách của Bộ Công an cũng rất lớn, ngân sách này dùng để nuôi khoảng 2 triệu rưỡi công an viên, từ chính quy cho đến không chính quy, từ công an sắc phục cho đến công an không sắc phục. Trong các kỳ họp quan trọng của Đảng Bộ, Bộ Công an là đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các kỳ đại hội. Hầu hết trong các nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Đảng, lãnh đạo Đảng Công an Việt Nam đã làm rất tốt. Tuy nhiên, bảo vệ cho dân thì không hề tốt chút nào. Theo tuyên truyền thì lực lượng công an có nhiệm vụ là bảo vệ bình yên cho người dân, nhưng thực chất không phải như vậy. Công an Việt Nam tuy đông về số lượng nhưng về trách nhiệm với dân thì họ bỏ mặc. Vì vậy, tệ nạn xã hội Việt Nam thì nhan nhản khắp nơi, xã hội rất thiếu bình an. Có thể nói nạn cướp giật, nạn trộm cắp, nạn lừa đảo diễn ra nhàn nhản khắp nơi, xã hội Việt Nam vô cùng bất an. Trong các tệ nạn, cũng có thể nói tệ nạn ma túy ở Việt Nam là kinh khủng nhất. Dân chơi ma túy từ loại đất tiền như ma túy tổng hợp cho đến những thứ rẻ tiền như thuốc viện đều rất dễ tìm kiếm ở khắp nơi. Có người nhận xét với tờ báo chấm D rằng ở Việt Nam chỉ sợ thiếu tiền chứ không sợ thiếu ma túy. Nghĩa là ma túy tuy là hàng cấm nhưng rất dễ mua đối với dân chơi tại Việt Nam. Vậy câu hỏi đặt ra là công an đang ở đâu hay chính họ rất nhiều người đã bảo kê cho những đường dây như thế này? Đây là hình ảnh không ở đâu mà ngáo đá lại say ma túy tổng hợp nhan nhản như ở Việt Nam. Theo Cục Cảnh sát của Điều tra Tội phạm về phòng chống ma túy C04 của Bộ Công an cho biết, chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2022, cơ quan chức năng đã bắt gần 30.000 nghi phạm, thu giữ 677 kg heroin, gần 4,6 tấn ma túy tổng hợp một con số không thể nào tưởng tượng nổi ma túy tổng hợp mà tính bằng đơn vị tấn bắt được rất nhiều ma túy không có nghĩa là công an Việt Nam giỏi mà thực tế là ma túy quá nhiều tại Việt Nam có người đánh giá nhìn cách mà giới ăn chơi dùng ma túy thì con số 4,6 tấn ma túy tổng hợp và 677 kg heroin chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi chỉ riêng thành phố 10 triệu dân ở Sài Gòn thì nhìn xó xỉnh nào cũng đầy rẫy kim tiềm chưa nói đến các tụ điểm hút trích, chơi ma túy hạng sang, các tụ điểm này thì nhiều vô số kẻ. Thực chất là xã hội tại Việt Nam đầy dậy chất gây nghiện. Có thể nói không một quốc gia nào mà rượu bia và thuốc lá lại rẻ như Việt Nam và không có nơi nào người ta bán rượu bia bất chấp khung giờ, bất chấp độ tuổi như tại Việt Nam. Một số quốc gia mà chất gây nghiện hợp pháp cho bán thả cửa, chất gây nghiện cấm thì buông lỏng quản lý cho nên lớp thanh niên Việt Nam nghiện ngập thuộc dạng rất cao. Đây là hình ảnh buôn bán ma túy ở Việt Nam ngày càng có quy mô lớn. Sau các vụ cản quét bắt đến 30.000 người buôn bán ma túy tịch thu 677 kg heroin và 4,6 tấn ma túy tổng hợp, thì dân nghiện ở Việt Nam vẫn không hề thiếu thuốc. Đó là nhận xét của một cộng tác viên Thời báo chấm D đã đi thực tế như thế. Với lực lượng công an cực kỳ đông đảo, chi tiêu ngân sách của Bộ Công an chỉ đứng sau các Bộ Quốc phòng ngân sách trung ương dành cho Bộ Công an năm 2022 đã lên tới 4 tỷ USD, một con số rất lớn với nền kinh tế bé nhỏ như nền kinh tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, người dân Việt Nam vẫn không cảm thấy bình yên giữa sự quản lý của ngành công an mà người đứng đầu là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền, truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Thối nát là đây, lo bảo vệ đảng, Tô Lâm để chấm ma túy tràn gặp Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vừa qua bạo bệnh, giờ Chủ tịch Phúc cạn sức lực bỏ phế quý tử phải không? Vụ án Việt Á là vụ án mà Đảng và Nhà nước đang muốn cho người dân biết rằng chùm cuối của đường dây này là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Tuy nhiên, với thông tin nội bộ tuần ra thì trùm cuối cao hơn hai nhân vật này rất nhiều. Đó là hai trong bốn chân tại tứ trụ. Ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được cho là có vợ tham gia vào vụ Việt Á, Thủ tướng Phạm Minh Chính thì bị dính với vai trò là người có quyền cao nhất chỉ đạo chiến dịch phòng chống Covid. Hội nghị Trung ương 6 diễn ra vào hồi tháng 10 vừa qua là thời kỳ khó khăn nhất với ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Vụ Việt Á có thể được xem là một cơn bạo bệnh đối với sự nghiệp chính trị của ông chủ tịch nước và trước hội nghị Trung ương 6 diễn ra đã có sức ép rất lớn và buộc ông phải từ chức. Tuy nhiên, đến ngày hội nghị thì ông chủ tịch đã tai qua nạn khỏi và mọi vấn đề được tạm thời tháo gỡ. Đây là hình ảnh Nguyễn Xuân Hiếu, con trai ông Nguyễn Xuân Phúc Trước hội nghị trung ương lần thứ 6, ông Nguyễn Xuân Phúc đi đâu cũng có ông Phan Đình Trạc đi theo như là một cái đuôi bám sát vào đó. Vào thời điểm ông chủ tịch nước đi dự đám tang cố thủ tướng Nhật Bản, AB có lúc ông đang gặp khó khăn. Phe đối nghịch không trông đi bằng máy bay công vụ nên ông phải đi bằng máy bay thương mại như những người dân khác. Chưa bao giờ ông chủ tịch nước Cộng hòa cho quý vị sĩ Việt Nam đại diện cho hàng trăm triệu người dân lại gặp khó như lúc đó. Tuy nhiên, sau hội nghị trung ương lần thứ 6, ông chủ tịch Phúc đã đường hoàng đi Hàn Quốc mà không bị ai ép đi máy bay thương mại nữa. Sau chuyến đi Hàn Quốc, một số người đánh giá rằng sức khỏe chính trị của ông chủ tịch Phúc đã dần hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, qua kỳ ăn chia ở trung ương Đảng lần này tại Hà Nội, Nguyễn Xuân Hiếu, con trai của ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, không tham gia đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang để tham dự đại hội. Điều đó cho thấy mâm cỗ quyền lực tại trung ương đoàn lần này đã không có phần dành cho Nguyễn Xuân Hiếu là con của ông Nguyễn Xuân Phúc nữa. Đây là hình ảnh đoàn đại biểu tỉnh đoàn Bắc Giang tham gia đại hội đoàn toàn quốc. Câu hỏi đặt ra là vào năm 2021, ông Nguyễn Xuân Phúc đã đem Nguyễn Xuân Hiếu đặt vào chiếc ghế phó bí thư tỉnh đoàn Bắc Giang một cách dễ dàng. Thì tại sao lúc này ông Chủ tịch Phúc không thể mang quý tử của ông đặt vào mâm quyền lực của Trung ương Đoàn kia một lần nữa? đây là dấu hiệu cho thấy sức khỏe chính trị của ông nguyễn xuân phúc vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn sau vụ bạo bệnh tại việt á theo như thông tin chúng tôi nhận được từ những người trong bộ máy chính quyền cho biết ông nguyễn xuân hiếu không có thực lực cho dù đã từng đi du học tại mỹ trở về cho nên việc tấn thân của cậu con trai chủ tịch nước hoàn toàn dựa vào sự sắp đặt của người cha nếu so với ông nguyễn tấn dũng thì ông nguyễn xuân phúc vẫn còn quyền lực nhưng lại không thể can thiệp vào trung ương đoàn để dọn đường cho nguyễn xuân hiếu một chỗ thì cho thấy sức mạnh chính trị của ông chủ tịch phúc không còn được như trước đây ông chủ tịch nước nguyễn xuân phúc hiện nay vẫn được đánh giá là một trong những bộ đua tam mã đang hướng tới chức tổng bí thư tuy nhiên với quyền lực chính trị vẫn chưa thể hồi phục như cũ thì có thể nói ông phúc thiết kế và dẫn dắt sự nghiệp chính trị cho con trai vẫn không hề dễ dàng gì đây là hình ảnh quyền lực chính trị của ông chủ tịch nước đang suy giảm đi nhiều. Thông thường khi sự nghiệp chính trị đã qua bên kia sườn dốc thì rất khó có thể leo trở lại thời kỳ đỉnh phong. Việc để vượt mất chiếc ghế thủ tướng vào tay ông Phạm Minh Chính ở đại hội đảng lần thứ 13 vào năm 2021 cho thấy sự nghiệp chính trị của ông chủ tịch nước đã ở bên kia sườn dốc. Càng về sau sự nghiệp của ông càng trượt dốc, chứ khó mà trở lại thời kỳ đỉnh cao cho được khi ông nguyễn tấn dũng còn đang làm chức thủ tướng ông đã đem con trai út ký gửi vào tỉnh đoàn bình định và nguyễn minh chiết đã lên chức rất nhanh tuy nhiên ông nguyễn xuân phúc đã đem nguyễn xuân hiếu ký gửi vào tỉnh đoàn bắc giang khi mà ông đã không còn giữ chức thủ tướng nếu ông phúc đi sớm một nước cờ thì giờ đây thế và lực của ông nguyễn xuân hiếu ắt sẽ phải khác đi Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm với bản tin Vừa qua bảo bệnh, giờ Chủ tịch Phúc cạn sức lực Bỏ phế quý tử, phải không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo chấm